diễn viên thường tính bị đồn qua đời sự thật gây bức xúc mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin diễn viên thường tính qua đời nguyên nhân chưa được hé lộ thông tin này khiến cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng vì trước đó nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện trên truyền thông và có nhiều chia sẻ về cuộc sống hiện tại ngay sau khi tin đồn được lan truyền thường tính đã nhanh chóng phủ nhận Nam diễn viên hiện đang sống cùng vợ con tại Phan Rang, cuộc sống không có gì thay đổi và sắp tới ông sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tìm việc. Trước đó, đầu năm 2021, Thương Tính từng phải nhập viện do độc quỵ. Các nghệ sĩ đồng nghiệp đã liên tục chia sẻ thông tin và kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ, quyên góp ủng hộ tiền viện phí và hỗ trợ cuộc sống sau khi xuất viện. Thương Tính sinh năm 1956 là cái tên nổi tiếng mà ảnh nhỏ của Việt Nam vào thập niên 1980, 1990. Nhắc đến Thương Tính là khán giả phim Việt nhiều thế hệ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của ông trong biệt động Sài Gòn ván bài lật ngửa. Nam diễn viên sinh năm 1956, ở thời Hoàng Kim những năm 1980-1990 là tài tử màn bạc chạy show không sể, lãng tử đào hoa, danh vọng và tiền bạc không thiếu. Thế nhưng bước qua quá khứ huy hoàng ấy lại là thật tại khắc nghiệt khi nam diễn viên này đã 65 tuổi nhưng vẫn phải gồng gánh trên vài trách nhiệm với gia đình nhỏ, mưu sinh từng ngày.